Em cho anh biết là trong cái thời gian gần đấy nhất, vợ em có biểu hiện gì bất thường không? Thấy nó cũng có mà em cũng khuyên nó hoài, nó em ơi đừng có qua lại với nó, mà em cứ khuyên hoài, nó nhắn tin cho vợ em hoài, em bắt được mấy lần mà em chỉ khuyên vợ em hoài, mà lần đó nó, em không nói nó, em chỉ nói nó vợ thôi, tại bạn bè rồi nó nhắn tin cho vợ em nó rồi hơn, rồi nó nhắn tin lỡ là nó xài rượu quá, nó nhắn tin lộn. Em dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải rất nhiều các anh các chị, các cô chú tất cả tỉnh chất ra về đây để nhờ anh em về chị Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng nay anh em về chị Bình Dương tiếp tục tiếp nhận là một thông tin, một cô cùng với một anh trai hiện nay là đang ở một tỉnh rất xa về đây nhờ các anh em về chị Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ con xin phép chào cô nhé. Dạ. Dạ cô cho con hỏi là cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay 67 tuổi. Dạ cô hiện nay đang ở đâu? Cô đang ở cô đang ở tỉnh nào? Tân Phước Khánh. Cô đang ở tỉnh nào? Cô tỉnh Kiên Giang. À cô Kiên Giang à. Rồi cô cho con hỏi này, cô họ tên đầy đủ là gì? Đặng Thị Ngọc Hương. Cô Đặng Thị Ngọc Hương, 67 tuổi, quê Kiên Giang. Quê Kiên Giang. Hôm nay cô đi về đây cùng với ai đây cô? Đi với rể. Con rể cô à? À con rể. Về đây tìm ai vậy cô? Tìm nhỏ con gái nó đi hổng dài cả tháng rồi đó cậu. Ôi trời ơi. Cô cho con biết này, con gái cô họ tên là gì? Lê Thị Sáu. Lê Thị Sáu à? Con gái cô nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 1988. 1988, tuổi thìn ha. Tuổi thìn. Con gái cô mất tích hoặc bỏ nhà đi trong vòng một tháng qua là mất tích tại đâu cô? Tại... Đất Quốc Tân Nguyên. Đất Quốc Tân Nguyên. Đất Quốc Tân Nguyên, Bình Dương. À. Vậy là con gái cô hiện nay đang sinh sống ở Bình Dương? Bình Dương. Dạ. Tại vì hai chồng nó lên nó làm á. Cô có biết là con gái cô tại sao bỏ nhà đi mất tích không? Nghe nói là cũng như bị dụ bạn thân của chồng á lên nhà nhậu hoài đó. Trời đất quỷ thần ơi, bạn thân của chồng dụ vợ. Dụ, bây giờ đi theo thằng đó. Đi luôn rồi? Ừ. Ôi giời. Vậy một tháng qua là con gái cô có gọi điện về cho gia đình không? Không. Không gọi luôn? Không. Ôi. Không gọi không gì hết trơn á. Cắt số điện thoại đó nó ấy hết trơn luôn. Cái người bạn đấy năm nay nhiêu tuổi đây cô? Người bạn có nó năm nay 32 tuổi rồi. Rồi xin chào em. 32 tuổi. Rồi em cho anh biết này, em họ tên là gì? Nguyễn Văn Tùng. Em Nguyễn Văn Tùng ha. Dạ. Tùng bên quán ở đâu? Em ở An Giang hả? An Giang hả? Dạ. Còn bên này là cô là Kiên Giang hả? Dạ. An Giang. Từ An Giang với Kiên Giang có xa không Tùng? Xa anh. Em nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 39 tuổi. 39 tuổi. Dạ. Vợ nhiêu em? Vợ 36. Vợ 36 hả? Dạ. Tùng à. Tùng cho anh hỏi là hai vợ chồng có đăng ký kết hôn không? Có anh. Em được mấy người con rồi? Ba người. Con em năm nay nhiêu tuổi rồi em? Lớn 18 tuổi. 18 tuổi luôn? Dạ. Oh. Thế còn lớn bé nhỏ nhất là nhiêu tuổi? Nhỏ nhất 8 tuổi. Nhỏ nhất 8 tuổi. Bé thứ hai? Thứ hai 14 tuổi. 14, 18, yeah. 38. Yeah. Mấy trai mấy gái? Một trai hai gái. Oh. Em cho anh biết là hai vợ chồng em làm việc ở tại Bình Dương hay là một mình vợ? Hai chồng hết. Em làm công việc gì? Em làm bên lốc sắt anh. Lốc sắt là sao? Nấu sắt. Phế liệu. À nấu phế liệu hả? Dạ. Ồ, công việc vất vả lắm á. Dạ. Lương cao không em? Nói chung thu nhập sống ổn anh. Thế còn vợ em? Vợ em cũng đi làm công ty. Công ty lương tháng ổn không? Nói chung hai chồng sống thì rất ổn. Còn ba người con em ở đâu? Ở thằng ở dưới ngoại, còn hai đứa ở dưới quê học với ông ngoại chứ. Còn ở bên ngoại hết? Dạ. Ngoại hồi nhỏ tới lớn. Vậy là bên ngoại nuôi nha. Hai vợ chồng đi làm kiếm tiền để đưa gửi cho ngoại nuôi con nè. Dạ. Con em có ngoan không? Ngoan. Con em hiện nay là bé 18 tuổi, con học không em? Nó đi làm. Ôi làm. Trời. Lên này đi làm với ngoại. Đi làm với ngoại luôn hả? Dạ. Rồi em cho anh biết này, hai vợ chồng em sinh sống tại đất quốc ở Bình Dương lâu chưa? Cũng được năm mấy rồi anh. Mới có một năm mấy? Dạ. Trước đây vợ chồng em ở đâu? Ở Tân Khánh. Tân Phước Khánh. Vậy là trước đây cũng ở Bình Dương, nhưng ở khu vực khác. Anh đang hỏi là vợ chồng em từ ngoài quê lấy nhau lập nghiệp về Bình Dương được bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm. Mười mấy năm nay rồi đó. Vậy là sinh lập nghiệp, lấy vợ lấy chồng nhưng mà về Bình Dương luôn ha. Em cho anh biết là trong cái thời gian gần đây nhất, vợ em có biểu hiện gì bất thường không? Thấy nó cũng có mà em cũng khuyên nó hoài, nó em ơi đừng có qua lại với nó, mà em cứ khuyên hoài, nó nhắn tin cho vợ em hoài, em bắt được mấy lần mà em chỉ khuyên vợ em hoài, mà lần đó nó em không nói nó, em chỉ nói nó vợ thôi, tại bạn bè rồi nó nhắn tin cho vợ em nó rồi hơn, rồi nó nhắn tin lỡ là nó xài rượu quá, nó nhắn tin lộn. Em nói chậm thôi, nó to lên. Dạ. Ừ. Rồi nó nhắn tin cho vợ em, nó kêu vợ chồng gì. Thế người đàn ông có tên gì em? Trinh. Họ tên? Em không biết họ, nó biết tên. Năm nay nhiêu tuổi? 32 tuổi. Trời ơi. Vợ em nhiêu? Rồi em 36. Ôi trời ơi là trời. Người thanh niên đó quê ở đâu? Kiên Giang luôn. Kiên Giang.
Thế những người đàn ông ấy chơi với em lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Chơi mười mấy hiệp năm nay. Mười mấy hai chục năm? Dạ. Yeah. Vậy là bạn à? Bạn. Bạn thân luôn đấy. Thân luôn. Nếu là mười mấy hai chục năm bạn thân, tại sao em không nói chuyện thẳng thắn với người bạn đó? Ai em chứ, mình thấy vợ mình khuyên vợ mình thôi, không có nhiều thấy mình thấy vợ nhưng mà mình chơi thân với bạn. Dạ. Yeah. Tôi khuyên bạn là ông anh em mình chơi với nhau không, mà ông đừng làm với những trò mèo đó, ông đừng làm những trò đéo mán đó. Mình thấy nó nhân tình lợi rồi, nó nhân tình lợi xin lỗi mình đó, mình có mình nó nói gì chắc nó xài gụ rồi mình suy nghĩ gì vậy thôi. Mình có hay ăn nhậu với người bạn đó không em? Có anh. Trời ơi, người bạn có thường xuyên đến nhà em hoặc đến phòng ăn nhậu không? Có. Có luôn. Dạ. Yeah. Em có đến phòng đó đó để em ăn nhậu không? Có. Thế người bạn đó có vợ chưa? Nó có vợ với ba bốn đứa rồi, mà em không có vợ đâu. Ôi, nó ở xong được mấy tháng rồi nó bỏ, nó ở xong mấy tháng rồi nó bỏ lại không. Cứ mấy tháng lại bỏ. Dạ. Yeah. Ờ. Người đàn ông có đẹp trai không? Trong hình đó em cũng có hình đó nữa nhưng mà. Nhưng tướng mạo ngon này không? Bự con em, nó bằng em vậy đó. Tướng bự cao trắng dẻo không? Đen, nó người Miên mà. À, người Campuchia. Dạ. Yeah. Ờ. Ê khổ. Thế người đàn ông có làm công việc gì em? Cũng làm chung công việc với em đó. Nấu sắt. Làm chung luôn. Dạ. Yeah. Trời đất quý thân ơi. Bản thân mà. Ăn chung, ngủ chung, làm chung. Dạ. Yeah. Ngủ trưa chung đúng không? Trời đất ơi. Vậy những lúc nhậu ấy, tại sao mà em nói chuyện về với mọi người tôi nói cho ông nghe này, bây giờ bạn anh em mình bạn bè chơi với nhau lâu rồi, ông thiếu gì con gái phụ nữ đâu. Ông đi dụ người khác, tại sao ông cứ đi dụ tôi gù vợ tôi chi vậy? Hả? Em có nói như vậy mà bây giờ không? Mình ngại hay mình sợ? Sợ mất cỡ nên nó khui ra, mất cỡ ra. Khui ra là mất cỡ? Dạ. Sao lại mất cỡ? Người ta gặp. Tại vợ mình cũng đang đi làm ăn rồi nè, mình là khui ra để bể chuyện ra, cái vợ mình làm ăn không được, mình cứ để. Bây giờ anh nói cho em nghe này, dạ. Người ta là người mắc cỡ chứ không phải em. Thế người ta chơi với mình mà người ta dụ bạn mình là người ta là người nhục, chứ không phải mình nhục. Dạ, dạ. Mà tại sao em lên tiếng, dở vậy? Em mới dở, mình mất vợ rồi, mới về. Bây giờ hiện nay là người đàn ông đó là người bạn của em, bỏ công việc luôn hả? Bỏ công việc rồi. Trốn luôn, hai đứa trốn luôn. Thì ngày giờ nó đi là vợ em cũng gây lộn với vợ em nữa, vợ em cũng đi luôn tới bây giờ đó. Ừ. Mà người ta nói con đừng, mày đừng kiếm vợ nữa, vợ mày thằng bạn mày chở đi rồi, tao thấy chở đi cút tiền cũng đâu nữa mà. Trời ơi. Vậy là người em nói là em đi tìm vợ, những người khác người ta phát hiện được, người ta báo tin cho em là đừng đi kiếm vợ nữa, tao thấy bạn mày chở vợ mày. Yeah. Đi rút tiền rồi. Dạ. Yeah. Ồ, thấy ở đâu? Thấy ở Bình Dương, ở chỗ Tân Nguyên á. Bây giờ hiện nay là ba con của em trong vòng một tháng qua là không nhìn thấy mẹ mà không được gọi mẹ. Dạ. Yeah. Vợ em có gọi điện về nhà không? Không có liên lạc gì được hết. Trốn luôn. Trời ơi. Ốc treo. Vợ đi theo bạn thân, bỏ con luôn, bỏ chồng luôn. Đau đời, đau đớn. Đứa con gái kế thằng lớn thì học lớp 8 rồi, đứa nhỏ học lớp 2. Ở nhà với ông ngoại. Quá đau đầu, quá khổ còn luôn. Còn thằng lớn ở với bà ngoại, bây giờ ở trên này đi làm. Em cho anh biết thì vợ em trước đây đã từng bỏ nhà đi theo người đàn ông khác bao giờ chưa? Chưa, có chứ, có lần này dính líu như này lúc giờ nó đâu có gì đâu. Thằng này nói chuyện có ngọt không? Nó chuyện ngọt lắm. Trời ơi, ngọt dính bả rồi. Hồi nào giờ đâu có đi gì đâu. Vậy là không cái gì, nó chút xíu là hai chồng cũng hòa lại chứ không bây giờ mà để tới gì. Mà bây giờ là không hòa luôn. Bây giờ cũng vậy, cũng khi gây lộn chút xíu cũng hòa lại, từ ngày nó gặp này nó xuống đủ thứ điều. Trời ơi. Em có đánh vợ bao giờ không em? Lúc trước hai chồng cũng đánh một tay hai tay cũng như nóng quá là quánh một vài tay đâu. Trời ơi, khổ dữ vậy em. Bây giờ em có nghi ngờ là người đàn ông này, cái người bạn của em là dụ vợ thằng này là mất luôn không? Em cũng đã nghi mà anh em nó còn nói nữa mà. Anh em ai? Anh em của thằng đó. Em đến em gặp rồi hả? Dạ. Người ta nói làm sao? Những người anh em của cái người bạn của em nói làm sao? Nó nói mày đụ vợ của bạn mày, sao mày làm vậy? Nó nói chửi người ta, nó đụ mẹ mày không? Chuyện của tôi làm tôi biết, mày không đừng có xía vô. Là sao? Thằng đó nó chửi anh em đó. À. Nói chuyện nó làm nó biết, người ta phiền nó mà nó cũng vẫn. À, là có nghĩa là em đến em gặp những người anh em của cái ông bạn. Dạ. Và nói là tại sao vợ của người ta mà mày chơi với người ta mày dụ người ta. Dạ. Nhưng mà người đàn ông đó, người thanh niên đó, phi công đó. Dạ. Chia sẻ là việc tôi làm tôi biết. Dạ. Là tôi dụ tôi biết. Dạ. Các ông không dụ các ông không biết. Dạ. À. Trước đây em đã từng khuyên những cái câu đó, hoặc là em đã từng chia sẻ tâm sự với vợ là. Dạ. Vợ đừng làm những điều đó, hoặc vợ đừng đi theo cái người đàn ông đó chưa? Có. Mấy lần rồi? Em nằm như vậy đi về không làm cũng khuyên vợ hoài vợ chồng, em cũng năn nỉ vợ nè em ơi, em đừng dính líu vô tới đó, nó không có tốt lành gì đâu, em đừng dính líu tới nó. Em vẫn nói vợ nói kiểu gì bỏ cho đi làm lại từ đầu, em đừng có dính líu vô tới thằng đó. Nó sống với anh 17 năm anh biết cái tính tình nó làm sao chứ, em đừng dính líu vô. Có cái bữa đó về là cái bữa em
đạn nóng em đập nó một hai tay là nó nói tại sao mắc mớ gì mày cấm ai cấm mày cấm tao chứ đó hoài vậy. Để em đập nó nóng lên giả nó mấy vào tay là sáng rồi là người đàn ông ấy có ở gần nhà em không? Không, chọi xa. Xa hả? Bao nhiêu cây? Cũng mười mấy cây anh. Mười mấy cây vẫn mò đến gặp nhau. Dạ. Trời ơi. Thì làm chung xưởng với này mà. Dạ. Yeah. Mà vẫn mò đến gặp vợ. Vợ em này đi làm về là thường xuyên bỏ công việc để đi gặp người ta hay là người ta gặp vợ em? Nói chung là vợ em đi làm em cũng không để ý tới gì cái việc nữa. Ừ. Vợ em đi làm này lương lậu này hàng tháng em có biết được bao nhiêu tiền không? Này, em không biết tiền em hay làm là, như, em đưa hay... vợ em hết rồi chứ em không hỏi rồi em làm được nhiêu rồi em không... bao nhiêu không... em đưa hết rồi vợ? Dạ. Còn bao nhiêu em hay không biết hay mất bao nhiêu không mất không bao nhiêu em không biết. Đến giờ phút này vợ em có ôm tiền đi hay không em có biết không? Em cũng không biết luôn. Hoàn toàn là em không biết. Dạ. Dở chữ vậy em. Đồng ý là người đàn ông đi làm tiền kiếm tiền đưa cho vợ nhưng mình phải biết rằng mình không quản lý nhưng mình phải biết là em ơi còn bao nhiêu em ơi hết bao nhiêu. Từ xưa giờ em ở vợ em không nào mà em hỏi rồi. Phải hỏi chứ. Em không có hỏi. Dở vậy. Tại mình phải hỏi là còn hay không để vợ còn quản lý kinh tế tốt không, nếu vợ không quản lý được thì mình sẽ phải quản lý, đó là một người thông minh. Tại mình thương vợ mình chứ đưa tiền thương thì mình... thương nhá, đưa cho vợ mà vợ đôi khi là không chịu làm ăn thì chẳng hạn vợ có nhiều xài hết bấy nhiêu thì sao? Không rồi. Vậy đến giờ phút này em có gọi được cho người đàn ông đó không? Gọi mà không cho lời. Nó bắt máy nè. Bữa em gọi nó bắt máy nói chuyện nào mày gặp đi tao gặp tao rồi ở vợ mày đây mày muốn làm gì mày làm. Trời ơi. Em điện nó, em nói mày bạn tao mày biết. Bây giờ em có muốn là gặp như thế không? Em cũng muốn gặp mà. Gặp nếu gặp bây giờ anh em sẽ tìm được gặp thì em sẽ làm gì? Em gặp nó em đi vợ em đi về. Quên thôi. Đi vợ em thôi. Hai bên có nhảy vào cuộc chiến không? Không. Lý do? Em đi kiếm vợ em thôi còn nó em không. Bọn mày nhảy vào tao? Tao phải thiến mày. Trời đất ơi. Hiền dữ vậy hả? Em dữ rồi kiếm vợ em về ở chung với con với tao. Một lần cũng nói nghe vậy đó tôi mới nói, tôi nói thôi giờ con không ấy thì con chở mẹ đi lời chọn thằng đó đi đằng mẹ cũng như trận nó vậy đó mà nó không chịu, nó nói anh em chơi thân hồi nào tới giờ rồi bây giờ làm vậy thấy kỳ đó. Nó quan hệ với vợ mình là kỳ hơn nhiều thì bởi vậy còn mình có gì mình đi kiếm vợ mình có gì đâu kỳ. Ừ, đồng ý chịu. Đồng ý chịu là chở mình đi, đồng ý là do vợ mình, một phần lỗi do vợ mình nha. Vợ mình có tính như vậy đó, còn người bạn đó là hoàn toàn là người không tốt. Dạ. Chứ hồi nào tới giờ quấn lộn đập đầu chảy máu chưa đi nữa. Trời ơi. Bây giờ gặp thằng này vậy đó mà mình kêu chở lại chọ nó đi, đang mình nói công chuyện với nó mà nó không chịu, nó sợ mất mặt người ta mà giờ vợ mình mất luôn. Giờ cô không mất vợ. Ừ. Sợ mất mặt thì mất vợ. Ừ. Đó. Đó. Cô có khuyên là con rể cô thế bao giờ không? Có khuyên luôn. Nói rồi, nó kêu chở con không đi thì chở mẹ lại đó đi. Cho mẹ nói chuyện. Người tính sao cũng được. Đó. Anh nhìn em có một cặp mắt à, mắt một mí đúng không? Dạ. À. Trước đây em có đánh nhau bao giờ không? Dạ. Trước ngày trẻ thanh niên có đánh nhau bao giờ không? Đã từng chưa? Không, anh hỏi nghiêm túc á. Dạ, chưa. Mắt một mí mà không đánh nhau. Sao anh nghe nhiều người nó mắt một mí này hay khoái nhau mà. Hồi nhỏ thì đi nói chung cũng có, còn nít mà về lớn đâu có lớn thì làm ăn chứ đâu có. Thế còn bạn em mà nó mắt mấy mí? Em không để ý. Ôi trời, bạn thân mà chơi nhậu nhau chung nhìn nhau mặt nhau. Mỗi một lúc nhậu này em có nhìn mặt bạn không hay là bạn nhìn em không? Có mà. Bạn em hiện nay đang được ăn vợ em, người ta đang coi thường em đó. Dạ. Yeah. Em biết không? Tại sao em không đi tìm? Tại sao em không nói chuyện thẳng? Dạ, đúng chưa, vừa ăn vợ mình mà vừa nhậu mình nó coi thường mình đúng chưa? Dạ. Yeah. Anh ở đây anh không có xúi bậy. Dạ. Yeah. Nhưng mà em này là anh thấy là không được. Bởi gì? Người đàn ông mà mình phải mạnh mẽ, dù rằng do vợ mình nhưng mà người bạn đó cố tình mình phải xử nó trước đó, mình phải gọi không không đừng có xử ấy, đừng có xử chảm. Không mà có mình, xử chảm nhưng mà mình phải lợi mình làm cho nó một trận vậy đó, mình long đầu chảm thôi chứ mình đừng xử cậu đầu chảm, mình long thôi. Ừ. Nhá. Bạn thân này hỏng rồi. Để chậm nó một trước đây em có, thời xưa em có xem phim Trương Phi không? Em biết Trương Phi không? Biết. Trương Phi là chiến luôn. Bây giờ em nếu mà gặp trong khách sạn hoặc trong nhà nghỉ hoặc trong phòng mà em nói chỉ là đến dắt vợ về thì anh thấy là em thực sự là quá yếu đuối. Nha. Đồng ý là lỗi vợ mình đi theo người ta chứ không ai bắt cả. Yeah. Anh nói như vậy chắc em hiểu à? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ừ. Còn nếu gặp anh thì đã khác rồi. Anh làm đẹp lắm. Anh thì chắc làm đẹp lắm. Làm hai cọng dây luôn, hai đứa.
hiểu không? Đó. Làm gì tội với con mình? Ôi, tội, bây giờ là ai tội mình đây? Bây giờ là em phải nuôi con rồi đó. Chắc chắn là bây giờ là mai vợ em phải đẻ đứa khác rồi. Anh nói thật nghiêm, tôi nghiêm túc. Vợ em sắp đẻ đứa thứ tư. Ba đứa này sẽ em nuôi và mẹ vợ em phải nuôi. Đó, em chuẩn bị tâm tinh thần chưa? Vợ đi 5 lần 7 lượt như vậy mà không có cách làm biện pháp nhưng mà chán em quá. Thì em cũng mong anh là kiếm dám giúp về muốn sớm gặp vợ em. Cảm ơn anh. Vợ em trước khi đi là đem theo những cái gì đi em? Hai cái điện thoại. Hai cái điện thoại. Một bộ vòng. Vòng gì? Vòng xi măng. Dạ. Mấy cái? Một bộ. Bộ 9 hay 7? 10. 10 cái. Dạ. Bộ vòng xi măng là mấy cây? Em cũng biết, em chỉ biết đeo vàng vậy thôi. Dây chuyền không? Dây chuyền Đức không biết còn hay không em không biết. Dây lớn không em? Thì nhỏ. Tiền bao nhiêu không biết. Tiền có đi xe không em? Không, xe đi. Bỏ nhà. Bỏ nhà. Dạ. Ông tướng không chở rồi đúng không? Dạ. Ông tướng chở đi mà. Ông tướng không chở rồi. Đến giờ phút này em có nghe thông tin hoặc em manh mối là vợ em đang ở đâu không? Theo em? Không có biết ở đâu luôn. Ừ. Ông tướng kia là hiện nay là ông phi công kia, ông bạn của em là nghỉ việc rồi. Dạ. Đúng là em phải cho vào em làm sắt như vậy là em nấu được sắt, em biết nấu sắt không? Biết. Nấu sắt là nấu con nào cái xỉ cái này em nấu được đúng không? Dạ. Đấy, lẽ là em phải làm được như vậy. Rồi cuối cùng em không làm được như vậy thì bây giờ nó dắt vào em luôn. Đấy cô thấy không? Con giải thích đúng không cô? Đúng rồi. Cô con nó hỏi tận một cái câu chuyện là thực sự tế nhị, nghiêm túc. Cô nghe con rể nói chuyện vậy cô có ức chế không? Cho một người đàn ông không? Cô còn tức nữa. Đó. Mẹ vợ còn ấm ức thấy không? Ừ. Lẽ ra cô tức rồi cái lúc đầu mà nghe không hanh rồi cô kêu nó chở cô lại ngay chỗ thằng đó đó. Dằn mặt luôn. Cho cô xử nó. Để cho nhục mặt. Mày bây giờ mày không dám để cho mẹ làm. Đó. Nó không chịu. Nó nói làm gì thấy anh em chơi thân quá thấy kỳ bây giờ đó rồi sao thân quá giờ tao lèo vợ bạn luôn giờ đó tao dắt đi luôn đó rồi ở nhà rồi khóc. Trời ơi. Tối ngày mà người lo đi kiếm đầu này kiếm đầu kia không được rồi khóc nếu bây giờ gì? Bây giờ không có khóc được nữa rồi đấy. Giờ khóc gì nữa giờ đi về đang húi với nhau rồi khóc gì mà khóc bây giờ tôi chỉ nói thôi giờ con lo làm ăn đi còn mấy đứa nhỏ học hành gắng cố gắng cho nó học đi tới nơi tới chốn thì được thì tốt còn không được thì thôi chứ giờ không có kiếm tìm nữa bỏ đi nó chết đâu nó chết nó không suy nghĩ nó không thương con không thương chồng không thương cha mẹ rồi bây giờ kiếm nó làm gì đó cô nghe con gái mình bỏ chồng bỏ con đi theo trai đặc biệt là đi theo bản thân của người chồng cô có ức chế không trời ơi cô mà gặp nếu cô bây giờ cô gặp cô sẽ làm điều gì cô gặp cô chẻ cái mặt nó thôi chẻ luôn hả với người quất hai giò cho gãy nó đừng đi nữa thôi ấy. Cái thằng đó đó gặp mặt là phải quánh cái mặt nó cho nó tan tành luôn rồi hai cái giò nó đập gãy luôn cho nó khỏi đi bạn cái... thân mà chơi mười mấy hai chục năm nay mà làm chuyện đó làm chuyện đó gọi là đồi bại của... bởi vì tồi bại không có là ra con người không có phải ăn là con tùy người tùy lơi mà chơi tùy chỗ chỗ nào bởi ăn gì? Và chỗ nào cúng cái chỗ này là phải cần phải cúng bây giờ nên bản thân mình đấy. Bản thân mình giàu mình cái gì mình cũng phải ép lòng hết chứ đừng có làm gì rồi bây giờ cô hãy lên tiếng con mong sao cô hãy nói chuyện thẳng thắn rõ ràng trên video này hy vọng con gái của cô cũng như cái người bạn đó bạn của con rể cô lên xem được video này để mọi người có một cách nhìn khách quan và có thể là hãy rời xa nhau quay trở về bởi vậy cô nói chuyện rõ ràng đi bây giờ cô muốn là bây giờ nó trở về một là sống với chồng con hai là nó nói giờ tôi không còn duyên nợ với anh nữa giờ tôi sống với thằng kia cho ở gia đình biết rõ ràng vậy thôi nếu thực sự bây giờ con gái cô lên tiếng bỏ chồng và bỏ các con và đi theo người đàn ông đó mà sinh con khác và lấy người đó cô có từ mặt luôn không từ luôn cô gạch sổ tam tào luôn đúng không gạch luôn tới cái đời nó chết xuống lỗ chưa cho về xứ nữa đấy bỏ luôn bởi vì người con như vậy nó hư hỏng rồi quá trời ơi bây giờ cô cũng khuyên này vậy không có tìm kiếm nữa bỏ đi nó chết đâu nó chết tại vì con mà nó không nghĩ chồng nó không nghĩ rồi cha mẹ nó có nghĩ tới đâu cô cho con hỏi này trong cái thời gian vừa qua là từ khi mà gia đình phát hiện được là đi theo cái bồ bịch mà đại loại là bồ mà lại bạn của chồng từ khi đó con gái cô có quan tâm gia đình có quan tâm đến chồng đến con hoặc đến cha mẹ già không quan tâm gì điện mất luôn không có cắt số hết trời không có điện số nào được hết
Zalo gia gì cũng không có điện được luôn, rồi rồi làm gì đâu mà tiếp nói được, nói chuyện được. Trước đây con gái cô ở nhà nó thuộc dạng là có phải ngoan không? Nó thì dễ lắm, nó dễ kêu dễ biểu lắm. Mà mười mấy năm nay không có cái tình trạng này. Bây giờ gặp cái thằng này nè, bạn bè quá trời thân rồi. Anh đã hướng dẫn rất nhiều các anh em trên tất cả các kênh, các trang mạng xã hội mình chơi với bạn, nhưng tuyệt đối nha, hạn chế tối đa không được rủ bạn về nhà nhậu đó. Và những cái cuộc nhậu đó của mình không được cho mình, vợ mình đến gặp bạn. Gặp nó chỉ nhìn nhau thôi, nó say lên nhìn nhau, nó dụ một hai tiếng thôi, nó liếc mắt, nó đá mắt, đá mũi, đá lưỡi thôi là rồi vợ mình lên thớt luôn đó. Cũng như ở đây mình là không có lời lẽ bằng mấy thằng đó đó, nó cố tình thấy vợ mình ngon quá. Mấy thằng đó nó lời lẽ với nó ngọt dịu hơn mình. Thấy không? Tội không? Giờ cũng mất vợ chưa? Bây giờ em hãy nói chuyện thật sự tình cảm, những cái điều gì đó trong vòng thời gian vừa qua. Em không nói được chuyện với vợ. Bây giờ em nói chuyện rõ ràng trên video này. Hy vọng là vợ em xem được, vợ em tỉnh ngộ và vợ em quay trở về tìm cách. Em chỉ nói với em ơi. Nhớ em lắm. Nói chuyện lớn lớn lên gì mà khóc. Bỏ đi về đó đi, đừng đi nữa. Em về đi, tội anh tha lỗi cho em hết rồi. Anh không quên đọc em nữa, anh không la em như vậy gì nữa. Rồi giọng làm lại từ đầu của anh không nói gì cho em nữa. Rồi giọng em nghe được, em đi về được rồi. Anh không có quan tâm gì tới mấy chuyện đó hết. Chỉ nói câu vậy thôi. Em còn yêu vợ không? Còn. Nếu mất vợ này là vợ không quay về với em thì em có chuẩn bị tinh thần hoặc em có hướng để em lấy vợ khác không? Không. Vậy nuôi con luôn. Vậy nuôi con thôi nè. Khổ chứ vậy. Trước đây em đã từng chia sẻ hoặc là nhiều đêm nằm ôm vợ vợ chồng ấy, nằm tâm sự với nhau ấy. Em có giờ em chia sẻ với vợ là vợ chồng mình đừng xa nhau để các con, tội không? Có. Vợ có phản ứng gì không em? Không, vợ chồng nằm ngủ ghê chứ có gì đâu. Vợ em có bao giờ đánh cãi chửi lại lộn lại em không? Có. Có luôn à? Vợ nói sao? Vợ nói hung dữ không? Em có bao giờ em đánh vợ bao giờ không? Có. Lý do sao em đánh vợ? Cũng như bực tức quá rồi nói cãi qua cãi lại. Tức là cụ thể chuyện gì em? Lúc nhiều chuyện lắm anh, nhưng mà chuyện như là em sai vợ sai? Vợ em sai cũng có, mẹ em sai cũng có. Em có ăn nhậu say xỉn bê tha không? Có, xỉn thì có rồi. Xỉn nhưng mà về có quậy không? Không. Xỉn nhưng không quậy đúng không? Dạ, xỉn có chuyện gì với vợ, nói với vợ không nghe, mới quậy với vợ thôi. Xong khi nói thôi chứ ít cái đâu, quánh lắm. Xỉn mới nói, mới quánh lộn. Chứ còn bình thường thì như cục đất vậy à. Khổ quá. Đến giờ phút này vợ cầm đi bao nhiêu tiền em không biết luôn. Vàng vòng là có. Dạ. Bản thân là đúng. Dạ. Đấy, còn bây giờ này bạn đi đâu, chở vợ mình đi đâu thì mình không biết. Em có nghĩ rằng một vài ngày nữa hoặc thời gian tới sớm nhất có thể hoặc gần nhất có thể là cái người bạn thân của em ấy dụ vợ em ăn được cả tình cả tiền, ăn hết tiền đuổi vợ em ra đường, đến lúc bây giờ em có đồng ý và em có chấp nhận cho vợ quay về không? Chấp nhận rồi. Vẫn chấp nhận, tha thứ cho vợ. Dạ. Nhưng mà mỗi lần về mình nhậu say này mình có móc cái chuyện đó ra là không, em bỏ anh ấy theo trai không? Không. Chắc không? Chắc. Trời ơi, khó hiểu thật. Mình là đàn ông, mình là mẹ. Từ hôm vợ em đi nhà em khóc mấy lần rồi. Ngày nào chạy xe đi kiếm cũng khóc. Ngày nào cầm da khóc. Nghe ai nói gì phong hành cái chạy đó đi kiếm khóc. Rồi chạy qua tôi chở tôi đi. Tối ngày vậy đó. Nói bây nghe. Giờ em cho anh hỏi này. Nếu các anh em tìm được gặp vợ em đang ôm ấp với người đàn ông đó là chính người bạn thân của em, ăn nhậu chơi với nhau mấy chục năm qua, đang ở trong phòng trọ, em sẽ làm gì? Em chỉ gặp vợ em nói vợ chuyện với vợ em thôi. Em nói sao nói nghe? Em nói tại sao em làm vậy thôi, anh có lỗi gì không em làm vậy thôi. Rồi vợ em sẽ phản ứng là tôi không yêu anh nữa, tôi yêu thằng bạn anh rồi. Rồi em sẽ nói ra sao?
thì nếu em nói vậy thì về ra tòa ly dị cho nó dứt khoát. Thì anh này tiếp tục, anh tiếp tục là bây giờ này, anh ông về trước đi, bây giờ tôi đang ở với bồ tôi rồi, khi nào tòa gọi tôi sẽ về, rồi em sẽ nói sao. Không bắt buộc phải về luôn chứ, bắt buộc tôi không về. Dạ. Rồi được chưa, rồi sao nữa, bắt buộc nó về chứ không, không về, không về cũng bắt nó về luôn. Bắt bằng cách nào thì năn nỉ nó về, năn nỉ không về, tôi lăn đùng ra luôn, ngã ngửa luôn, rồi sao nữa, rồi em xử lý làm sao, ôm về hay là chói hay là sao? Nắm tay về, nắm tay lăn lăn trong luôn, ôm chân luôn, rồi khóa chân lại hết về luôn, rồi sao nữa, em sẽ làm động tác gì? Như năn nỉ nó về thôi, năn nỉ không nghe, rồi sao nữa? Mà giờ em gặp em năn nỉ nữa nó sẽ về rồi. Không, bây giờ nhân tình một tháng này rồi, đã ấp thì một tháng này anh nói thật mẹ mày. Mà em nói vậy em gặp em là em là nó sẽ về rồi. Chưa chắc nha, em chắc nữa. Bây giờ anh em hãy nói chuyện một câu thôi. Rõ ràng trên video này. Em nói bạn ơi, em đọc tên luôn, tôi không ngờ bạn là con người như vậy. Bạn quá tiểu nhân. Bạn hãy buông tha vợ tôi ra để cho vợ tôi quay trở về với chồng với các con. Nói lớn rồi Trinh ơi, mày nghe được cái clip này thì mày tha buông vợ tao đi ra, buông ra đi về chứ với gia đình đâu, mày đừng có phá gia đình tao nữa. Từ ngày có mày lên gia đình đâu nó nát hết trơn mày biết không. Em chỉ em mong mày tha thứ cho vợ tao thôi, mày đừng có nhắn tin gì với vợ tao nữa, tao cho gặp vợ tao, cho vợ tao đi về. Nếu em gặp hai người đang ấp nhau này, em có cắt chân ông bạn không? Không. Không cắt chân, hay cắt chân vợ không? Không. Nhất định là không đúng không? Dạ. Mình xử đẹp bằng tình nghĩa đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà ông bạn em cương quyết và bây giờ tôi yêu vợ ông quá rồi thì bây giờ em sẽ nói sao? Không được. Lý do? Vợ tao sao mày thương được? Lý do yêu là phải được. Đã yêu là phải được. Ồ, tao yêu vợ mày mấy năm rồi mày không biết. Bây giờ mày mới biết là muộn rồi, bây giờ sao nữa? Đấy, em sẽ nói em sao nào? Thì nó mày ở được, mày mới lo cho con cái thôi đàng hoàng mày mới ở được. Và con có ông nuôi được chưa, vợ ông tôi lấy rồi sao nữa thì cũng nhường như nó luôn, biết sao bây giờ đấy. Thế chưa, thế là cuối cùng em là người ra đi, thấy không, thế là ông tướng ông thần tướng này là ông là hết bài rồi, là vợ em là dính bả luôn rồi. Anh đã nói rồi, phụ nữ mà khi đã dính bả rồi là khó lắm. Thế lúc có là mình phải ở nhà mình phải làm hết đó, đến khi mà giờ ông kia gặp ông tướng kia là mình, vợ mình nghĩ mình là như khúc gỗ chẳng hạn. Mình nói chuyện này không có ngọt ngào đúng không? Em nói chuyện với vợ ngọt không? Cũng bình thường như thế. Phải nói ngọt em ạ. Riêng phụ nữ phải nói ngọt. Anh yêu em, dù rằng là mình yêu bình thường, mình yêu ít thôi, nhưng mà anh yêu em, anh tha thiết yêu em. Đó. Em nhìn anh dễ thương, nhìn em dễ thương quá, hôm nay em đẹp hơn hôm qua chẳng hạn. Mình dụng, mình giả bộ vậy nhưng thực sự xấu hắc à? Đúng không? Mình phải giả bộ. Vợ mặc cái đồ này nhìn rõ ràng mình không ưng. Ôi hôm nay em mặc đồ này, anh nhìn em trẻ ra này, đẹp ra, trẻ ra mấy tuổi này. Nhưng mà mai lừa lừa thay ra là mình cầm mình giục mẹ thùng rác. Em phải giấu đi, ém luôn. Ra chuyện trộm ăn trộm rồi. Đó. Mình phải tỉnh táo như vậy mới được, mới giữ được vợ. Mình không thích thì hồi pha sao phân giải. Đó. Chưa đừng mà em như này là thua rồi, mấy cụ ông bạn thân ông hốt rồi. Đau đầu không? Em nghĩ là ức chế em có bao giờ ý định, anh hỏi thật em có bao giờ em ý định em chơi với bạn hoặc đi nhậu với bạn mà vô tình thấy vợ bạn đẹp hoặc ăn mặc hơi gợi cảm một tí, em có thể em chăm chú em nhìn hoặc là em có ý định em ăn không? Không. Đấy nhưng mà bạn em lại làm vậy đấy nhá. Yeah. Vì vậy cho anh nói thật là chơi với bạn là hạn chế tối đa, không được kêu bạn về nhà nhậu. Kêu về nhậu là mình cảnh giác, mắt mình phải nhìn thẳng mặt nó, nào ta đang ám hiệu, ta đang nhìn mặt mày đấy, xem mày động tác làm sao. Mà tốt nhất là không nên cho bạn về nhà nhậu nhá. Yeah. Không may gặp bạn nó liếc mắt đưa tình, vợ mình cũng liếc cái là rồi, tối rồi là hai ông ngủ say là rồi, xong rồi. Đó, cái câu chuyện nó xảy ra rất nhiều rồi. Nhá. Em có lời khuyên là em dành cho tất cả các anh trai hoặc các em trai, tránh tình trạng mà gọi bạn hoặc mời bạn ăn nhậu với mình quá thân đến khi mà mất vợ không? Không khuyên. Em không có điều nào luôn hả? Vậy là mất vợ rồi. Đi còn này đi xa đấy em. Rồi hôm nay em ấy cùng với mẹ vợ đúng không? Yeah. Về đây nhờ các anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm vợ. Yeah. Em và mẹ vợ em ấy có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ không? Đồng ý. Cô có đồng ý không? Có, đồng ý mới lại tới đây nhờ mấy cậu. Dạ, cái thông tin mà gia đình mình chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Đúng. Đúng. Đúng không em? Đúng rồi. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em nhé. Dạ.
Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện là thực sự là rất bức xúc trong dư luận trong thời gian vừa qua. Rất nhiều cái câu chuyện là anh trai, các em trai chơi với bạn dù rằng thân đến mức độ nào trên nữa, nhưng mình vẫn giữ khoảng cách, đưa bạn hoặc đưa những người ông bạn thậm chí ngoài đường về nhà mình ăn nhậu. Còn có rất nhiều câu chuyện mà đưa bạn về nhà mình ăn nhờ ở đậu, cho bạn mình ăn nhờ ở đậu, và đến cái khu rồi cuối cùng là nửa đêm gà gáy là mình ngủ say hoặc mình nhậu say, là vợ mình tằng tịu với bạn ở ngoài cửa nhà đó. Đến giờ phút thì rất nhiều ông bạn đã mất vợ đấy. Đây tiếp tục cái câu chuyện này, đây là một cái minh chứng tiếp theo. Hy vọng là trong thời gian tới thì các anh trai hoặc các em trai hãy xem những video này, đây là một cái minh chứng và một cái bài học để mọi người khỏi mất vợ, khỏi mất chồng và mất con. Cuối video cho phép công Trần Trinh Na thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.